Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 11 tháng 2 tức 30 Tết. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. 28 phụ huynh và học sinh tại điểm cách ly trường tiểu học Xuân Phương Hà Nội vui mừng khi được trở về nhà đón Tết, nhưng vẫn còn 100 học sinh, phụ huynh, giáo viên đang tiếp tục cách ly tại trường. Đoàn kết, đồng thuận và đồng lòng thứ sức mạnh đã giúp Việt Nam vượt qua một năm với rất nhiều khó khăn và sẽ tiếp tục vượt qua.